Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bị cáo cùng trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, gồm Trần Văn Hải, Trần Minh Thuận, Trần Minh Duy, Nguyễn Văn Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, đêm 16 tháng 2 năm 2019 tại chung cư C2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nhóm của 4 bị cáo Hải, Thuận, Duy, Lộc và nhiều thanh niên khác đã tổ chức ăn nhậu, hát karaoke gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng 8394 phường Nại Hiên Đông do thiếu úy Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, nhóm này đã không hợp tác, còn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Chỉ khi có lực lượng công an phường và cảnh sát 113 đến tăng cường, nhóm này mới bỏ chạy. Trước hội đồng xét xử, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà tuyên phạt Trần Văn Hải 1 năm tù, Trần Minh Thuận, Trần Minh Duy, Nguyễn Văn Lộc cùng chung mức án 9 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ.